Mau lên. Đóa hoa nhỏ đến thấu phương trai, chim con dội xếp thành một hàng, trong lòng ca hát miệng thì cười, hoan nghênh Tử Di vào trong cung. Những chuyện bất ức ở quá khứ từ đây đâm hoa ngày ngày nở, chim con biết bao lời xin lỗi, hoa nhỏ không cần đau buồn nữa, Tử Di kim tỏa được như ý. Hai vị có đương cát tường. Sao còn có trò này vậy? Đây là gì? Tiểu Yến Tử, cái này là do tỷ viết sao? Là viết cho muội hả? Làm sao có thể là do tỷ viết chứ? Tỷ làm gì viết ra được? Ngũ Hoàng Ca viết đó. Tỷ còn ở đó duỗi chân duỗi tay lắc mông lắc đầu, Ngũ Hoàng Ca trong chớp mắt thì đã đọc ra được hết rồi. Nhưng mà những cái này đều là tiếng lòng của tỷ đối với muội. Đây là nghi thức quan nghênh của thấu phương trai chúng tôi. Hả? Còn có nghi thức quan nghênh nữa sao? Quá khoa trương rồi. Được rồi, được rồi. Minh Nguyệt, Thái Hà, Tứ Đại Tài Tử, chúng ta vào trong đó rồi mới từ từ giới thiệu tỉ mỉ. Dạ, mời khách quý đi trước. Đi. Để ta giới thiệu với mọi người. Đây là Tử Di, đây là Kim Tỏa. Đối với người trong cung mà nói, họ là cung nữ mới đến của ta. Nhưng đối với ta mà nói, họ là tỷ muội kết bái của ta đó. Kết kết, sao cô lại nói vậy? Nếu mà thấu phương trai này còn phải tránh cái này cái nọ, vậy thì chúng ta không sống nổi rồi. Muội yên tâm đi, sáu người họ đã là tâm phúc của ta, y như tiểu quế tử, tiểu thuận tử của Ngũ A Ca vậy. Mọi người đều là cung một lòng, một tính mạng, họ tuyệt đối sẽ không bán đứng ta đâu, có phải không? Dạ. Tử Di và Kim Tỏa trên danh nghĩa là cung nữ của ta, đó là chuyện không có cách. Bởi vì ta muốn họ vào cung, ta chỉ có thể sắp xếp như vậy. Các người nhất định phải cắn chặt răng, tuyệt đối không được nói bậy. Nếu như có người kề dao vào cổ của các người, ép các người, thì các người phải làm sao? Một cái đầu, một tính mạng. Tốt. Hai người họ là tỷ muội kết bái của ta. Vậy chính là gì của các ngươi? Là chủ tử. Chủ tử gì chứ? Mọi người là người một nhà. Người một nhà có biết chưa? Ngày thường dạ, các người đối với ta như thế nào thì phải đối xử với họ như thế đó. Ai dám vô lễ với họ chính là vô lễ với ta. Có biết chưa? Dạ, dạ biết. Đây chính là hai vị thần tiên cô nương đó sao? Chúng tôi đều hiểu cả rồi. Lần đó ở Sơn Cốc, các cắt cho chúng ta đi tìm hai vị thần tiên chính là hai vị cô nương này nè. Trời ơi là trời, tiên nữ đến hoàng cung, không ngờ thần tiên cũng sẽ đến thấu phương trai. Nhà của chúng ta càng ngày càng náo nhiệt rồi. Nói hay lắm, tiểu nhân tự có thưởng. Cho nên nói, thần tiên cũng đã đến rồi. Một ngày nào đó, Tôn Ngộ Không của Hoa Quả Sơn cũng sẽ đến thấu phương trai của chúng ta. Cái đó tuyệt đối có khả năng. Đúng. Nô tài hấu kiến hai vị thần tiên cô nương. Mau đứng dậy đi. Mau lên. Các người đừng gọi tôi như vậy, càng không nên bái đi bái lại với chúng tôi. Tôi tên Tiểu Di, cô tên Kim Tỏa. Sau này các người có thể gọi thẳng tên của chúng tôi, để tránh làm người khác nghi ngờ. Tiểu Di. Bốn người này là tứ đại tài tử của thấu phương trai chúng ta. Hai người này là hai đại mỹ nữ của thấu phương trai chúng ta. Đúng rồi, bây giờ cộng thêm hai người nữa chính là tứ đại mỹ nữ rồi. Tiểu Trắc Tử. Có tài tử. Minh Nguyệt. Có mỹ nữ. Nếu kêu muội tự xưng là mỹ nữ với tỷ, vậy là chuyện tuyệt đối không thể được. Tôi cũng vậy. Làm cung nữ của cô còn phải tự xưng là mỹ nữ, cũng quá kỳ lạ rồi. Làm cung nữ của Cách Cách còn có rất nhiều chuyện kỳ lạ. Nhưng mà hai người không phải là mỹ nữ, hai người là tiên nữ, gọi tiên nữ thì được rồi. Thái Hà nói hay lắm, có thưởng. Đa tạ Cách Cách. Kim Tỏa, đồ mà chúng ta mang tới đây. Phim này đang chiếu tại website film4vn.us, film4vn.net, film4vn.tv. Một chút quà gặp mặt, xin mọi người hãy nhận lấy.
Đừng xem thường những túi tiền này, đẹp quá ha. Đều là do tiểu thư chúng tôi tự làm đó. Những trang sức đó cũng đều là đồ mà tiểu thư tôi từng dùng qua. Nếu ở thấu phương trai này không cần lễ tiết, vậy thì tôi sẽ nói cho mọi người biết một chuyện. Tử Di trên danh nghĩa là tỷ muội cách bái của tôi, trên sự thực chính là chủ tử của tôi. Hả? Đa tạ Tử Di cô nương ban thưởng, đa tạ Kim Tỏa cô nương ban thưởng. Các người chính là món quà mà Từ Thiên Đại Thánh đã tặng cho chúng tôi. Đa tạ Tử Di cô nương ban thưởng, đa tạ Kim Tỏa cô nương ban thưởng. Mau đứng dậy đi, đứng dậy, mau đứng dậy đi, mau lên, mau lên. Không có cách, sau này vẫn phải từ từ dạy lại họ. Chủ tử, nô tài, tiểu thư, nha đầu cái gì chứ. Đừng nói họ làm không rõ, cả từ ngày cũng thấy hồ đồ luôn rồi. Hoàng hậu nương nương, chuyện này rất kỳ lạ. Nghe nói lệnh phi nương nương thưởng hai cung nữ cho Hoàng Châu Cách Cách. Tôi ở Ngự Hoa Viên chính mắt trông thấy đó. Hoàng Châu Cách Cách và hai vị cung nữ này bá vai choàng cổ rất là thân thiết. Có chuyện này sao? Còn có chuyện càng kỳ lạ hơn nữa. Hai cung nữ này vào cung, Ngũ A Ca, Ban Quả Sư, Phúc Nhị Gia, tất cả đều ở Ngự Hoa Viên, giống như là đang nghênh tiếp họ vậy. Hình như là người quen đó. Nô tỳ theo lẽ muốn đến gần xem thử, Ngũ A Ca lại rất không giữ, chửi nô tỳ một trận, làm cho nô tỳ không còn mặt mũi nào nữa. Thật là phi lý, chúng đang giở trò gì vậy? Vĩnh Kỳ này, chửi bà thì bằng chửi ta. Nói về Hoàng Châu Cách Cách đó đúng là một bọn. Hoàng Châu Cách Cách được hoàng thượng sủng ái, có lệnh phi nương nương chống lưng cho ả, ả không xem người trong cung ra gì cả. Lệnh phi và Hoàng Châu Cách Cách từ sáng đến tối thông đồng diễn tuồng, đâu thì thật là không hiểu dạng tôi già, tại sao lại để cho giở tuồng để tiếp tục diễn như vậy chứ. Nô tỳ không biết tại sao dạng tiêu gia lại tin tưởng chúng như vậy. Nô tỳ dám dùng đầu bảo đảm Hoàng Châu Cách Cách này có vấn đề rồi. Khi không lại nhảy ra một Hoàng Châu Cách Cách quay hoàng thượng vòng vòng như vậy. Còn thập nhị A Ca của ta, ông ấy cũng chưa thèm dòm ngó đến. Lệnh phi, Hoàng Châu Cách Cách, Ngũ A Ca, còn có cả nhà của Phúc Luân, bọn chúng đang có kế hoạch gì? Trong lòng ta rất rõ ràng. Lệnh phi sinh liên tiếp hai đứa con gái, chắc chắn sẽ không sinh ra được hoàng tử, nên đã áp hết tất cả lên người của Ngũ A Ca. Nhưng mà cho hai cung nữ vào đây lại là có ý gì? Nè, uống đi. Hôm nay mọi người cứ tận sức mà uống thêm một ly đi. Hôm nay ta rất vui mừng, vui đến nỗi sắp chết luôn rồi. Hôm nay là ngày vui nhất từ khi ta vào cung đến nay. Tử Di, nè, uống. Yên tâm đi, đừng có sợ. Chúng ta đã khóa hết toàn bộ cửa lại rồi, sẽ không có ai vào đây đâu. Nè Cách Cách, cô đừng quá hưng phấn. Tôi nghe nói thối phương trai này hoàng thượng lâu lâu cũng sẽ đến đây. Cô uống đến say túy lúy, bị hoàng thượng trông thấy thì phải làm sao? Không phải sẽ bị đánh nữa sao? Tử Di cô nương nói đúng lắm. Cách Cách à, tôi thấy tiểu trắc tử tôi á nên ra ngoài cửa canh giữ. Tiểu trắc tử tôi võ công rất giỏi, không phải có người đến tôi sẽ dùng thiếu lâm quyền, võ đan quyền đối phó với họ. Cách Cách, tôi đi nha. Đừng làm mất hứng của ta mà. Mau ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Các người đừng lo lắng. Hôm nay Hoàng A Mã sẽ không đến chỗ chúng ta đâu. Trước bữa cơm ta đã đến thỉnh an Hoàng A Mã rồi. Người nói cơm tối sẽ ăn chung với Khiêu Quệ tướng quân. Khiêu Quệ tướng quân đó hình như mới từ Sinh Khương hay là Biên Cương gì đó trở về. Giả lại Hoàng A Mã rất bận rộn, nói là phải bàn đại sự biên cương gì đó với tướng quân đó. Mà kệ tiệm mì Sinh Cương gì đó của họ đi, chỗ của chúng ta thì qua điêu trần chiêu. Nè, uống một ly đi. Hôm nay mọi người đều không thoát được, cần phải uống hết. Ai không uống thì là chó con. Nè Tử Di, vì chúc mừng ngày chúng ta đoàn viên, chúng ta hãy sảng khoái uống một ly đi. Hôm nay ai không say thì là chó con. Nè. Được rồi tiểu thư, cô cứ uống với Cách Cách một cách sảng khoái đi. Nếu cô không uống, cô sẽ không yên tâm đâu. Em đi giữ cửa làm chó con giùm hai người. Để tôi đi làm chó con cho. Tôi giữ cửa, tôi dẫn theo Hầu Tử Hầu Tôn cùng nhau đi giữ cửa nữa. Không được, vẫn là để tiểu trắc tử này đi cho. Võ công của tôi rất giỏi, nếu thật là có tình trạng gì tôi có thể cản ở trước mặt. Tôi làm chó con, tôi học chó sủa còn giống hơn chó nữa đó. Cái đám ngốc này bây giờ còn học làm chó sủa. Cậu muốn gọi thị vệ đến đây hết sao? Vậy để tôi làm chó con cho. Tôi thấy là tôi sẽ cùng mọi người làm chó con sẽ tốt hơn đó.
Vậy tôi cũng làm chó con. Các người muốn làm ta tức chết phải không? Đâu có đạo lý ai cũng muốn làm chó con chứ. Ta lấy nhiều chó con như vậy để làm gì? Mọi người phải dũng cảm một chút, tận hưởng một chút, thả lỏng một chút có được không? Trời sập xuống không phải đã có ta đỡ rồi sao? Thấy hả? Nè 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 nè, uống một ly đi. Uống. Không uống ta sẽ thêm đi con kháng chị đó. Nè. Tốt. Tử Di, ly rượu này ta muốn kính muội. Những ngày tháng vừa qua ta đã làm cho muội chịu đủ uất ức, làm cho muội đau lòng, làm muội khó chịu. Còn xém một chút mai mãi không gặp được muội nữa. Tội của ta thật là còn cao hơn núi. Hôm nay ta mượn ly rượu này thành tâm thành ý xin lỗi muội. Nếu muội thật sự tha thứ cho ta thì hãy cạn hết ly rượu này đi. Được, ngàn lời vạn ngôn cũng không thể nói hết được. Muội cạn. Quá tốt rồi. Mọi người cùng cạn một ly đi. Tiểu Trắc Tử, Tiểu Trùng Tử, Tiểu Đăng Tử, Tiểu Văn Tử, Minh Nguyệt Tế Hà Kim Tỏa, mọi người cũng uống một ly đi. Vì Hoàng Cháu Cách Cách, vì đầu của tất cả chúng ta, vì Cách Cách bất tử, không bị mất đầu. Cạn ly. Chúc Cách Cách bất tử, không bị mất đầu. Cạn ly. Nè mà ăn đi. Mau ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Người đến lại. Thân hình to lớn của Quỳnh ở đây tôi đã trông thấy Quỳnh từ sớm rồi. Tôi nghĩ chúng ta đến chắc là có cùng nguyên nhân. Họ sao rồi? Vừa đến hết biết, đang ở đó uống rượu. Tôi thấy cho dù chúng ta cảnh cáo họ thế nào, mục đích cũng đều giống nhau thôi.